Thì em có về một số bộ kéo như là đục, cưa. Ở đây thì hàng cũ loại ổ cắm đục vẫn còn nha. Hôm nay thì về thêm cái loại thích cắm chống nước. Cái này là nó có cái đệm cao su, mình nhét dây vô đây thì nó đỡ bị róc nước vào trong nha, hạn chế việc thoát nước vào trong. Loại này thì cũng 25.000 nha mọi người. Này thì tháo là mình lắp thì mình tháo ra thôi, rất là đơn giản. Tháo ra, đấu dây vào, dùng dây đấu vào và lắp nó lại thôi. Thì cái này nó có cái đệm cao su ở đây, hạn chế cái việc lóc nước vào trong. Nào cần thì cứ kêu là phích cắm chống nước nha. Còn đây là phích cắm có đèn báo nha, cũng 25.000. Đầu chuyển và nhật cũng 25.000. Từ giác dẹt sang giác tròn. Rồi. Tiếp theo là cái bộ kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì vẫn còn nha mọi người, 80k một cái, đồ mới nha, chưa qua sử dụng và về mọi người gắn cán vào sử dụng thôi. Ở đây thì có một cái kéo vải, kéo này cũng khá mới đấy, chiều dài của nó là 24, có chữ nha, chốt đồng, lưỡi không hề gam mẻ gì, là mới. Tép xin này. Cắt ngọt, nghe tiếng là thấy nó êm rồi. Rồi, cái này là mã số 1. Mã số 1, 130k. Kéo này thì lớn hơn kia một chút, chiều dài là 26. Nó thì nó không được mới bằng kia đâu, nhưng mà nó cũng rất là mới nhé. Chốt đồng Tokyo này, lưỡi không hề ra mẻ gì nha. Cơ bản là cái phần trong của nó không có muội nhiều, mài đi rất là dễ, chỉ cần lướt qua cái là nó sắc vào. Mã số 3 là một cây kéo vải nữa, này nhỏ hơn một chút, khá là mới đấy, còn khá ok, không có bị muội gì phần trong đâu. Có chữ này, chốt đồng. Cây này mã số 3. Cũ hơn hai cây kia rồi. Này 90k này. Rồi, tiếp đến là một cặp kéo. Một cái kéo nhỏ. Kéo nhỏ này thì dài 20. Kéo lớn là dài 25. Kéo nhỏ còn khá mới nhé. Khá đẹp. Cả chữ. Cắt
cũng khá tốt. Rồi, kéo lớn thì cũng còn khá mới nhá. Điều là nó bên phần trong này nó hơi cũ một chút rồi. Lưỡi thì còn rất là tốt, chưa gam chưa mẻ gì. Không có muội nhá, phần này nó không có bị muội nhiều đâu. Chốt đồng. Và một cặp này có giá là 150k. Mã số 4. 150k. Mã số 5. Một cặp kéo. Này thì cũng một chút hơi cũ hơn cái kia một chút. Chốt của nó thì không phải chốt đồng nhé. Cái này chốt thép không gì. Có chữ này. Đó, biết. Cắt cũng khá tốt nha mọi người. Đó. Này về các bác thì cần mài sơ lại thôi và sử dụng thôi. Không có muội nhiều đâu. Trong không có bị muội gì nhiều. Rồi cặp này. Mã số 5. Cũ tiền thôi. Tiền. Mã số 5 120k. Mã số 6 2 cây. Cây kéo nhỏ. Có chữ này chốt đồng. Cây kéo lớn có chữ nha, chốt đồng. Điều thì cái lưỡi của nó thì hơi bị gam một chút rồi, này thì về phải mài lại rồi mới sử dụng được rồi. Mà chưa bị mẻ gì nhiều nhá, mọi người mài sơ sơ thôi là sử dụng được rồi. Cặp này thì lưỡi còn hơi kém, cắt vẫn được, nhưng mà về nhà mài đi mới sử dụng được. To này thì hơi bị cùn rồi. Để các bác mài lại nhá. Này mã số 6. Đúng 120k luôn. Rồi, ở đây có cái cưa gấp. Khá đẹp luôn. Vậy là ok. Về mọi người đánh lại một chút sử dụng thôi. Này thì loại ngắn, dài 20-22 thôi. Mã số 7. 80k. Một cây nữa cũng tương tự cái đó thôi. Hai cây bằng nhau. Tốt, chưa bị mẻ răng hay gì cả. Mã số 8. 80k luôn. Cái cây này dài hơn. Này không biết là người ta đã sử dụng chưa hay rồi đây. Nhưng mà nếu mà có sử dụng rồi chắc cái người sử dụng người ta cũng cẩn thận lắm này. Tem vác vẫn còn này. Con đọc ở đây là biết in Japan đây này. Khá đẹp. Thì về cho thêm út dòng nhớt vào đây nữa là sử dụng ok ha. Cây này là mã số 9. 120k. Rồi giờ đến bộ đục. Đây thì bộ đục này gồm 5 cây. 5 cây toàn những cây rất là lớn nha. Cây này
khoảng 4 phân rưỡi này, 4 phân rưỡi rất là dày, to dày, có chữ nha. Cây 2 phân rưỡi này, cũng khá dày, to. Cây khoảng 2 phân 6, 2 phân 7 gì đó. Một cây gần 2 phân. Cây cuối cùng là 1 phân rưỡi nha. Bộ này toàn những cây lớn nha mọi người. Cây này là em có test thử mấy cái cây mà loại dày như thế này đó. Nếu mà đục gỗ mà không may mà đục nhầm cái đinh non á, đinh là cũng coi như là gỗ luôn, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà các bác đừng có đem ra test nha, test gang với test sắt sắt cứng là phải đi mài lại đó. Còn loại sắt non là đục cũng như ngang với gỗ thôi, test của Nhật mà khá là tốt. Rồi, mã này là mã số 10, 300k. Rồi, mã số 11, cũng một bộ toàn những cây đục khủng nha. Này gần 4 phân này, là dày. Này thì một phần hơn 1 phần chút, 1. Cái này 2 phân 3, rất là dày, lưỡi còn dài, thoải mái mà. Có chữ nha. Cái này thì nó không rõ chữ lắm đâu, chỉ có đánh dấu ở trên này thôi. Cây nữa là cây này 1 phân rưỡi 1 phân 6 đó, khá dày. Về các bác mài lại sử dụng được thôi. Rồi, cây này 1 phân 6 là loại mỏng, mỏng hơn chút, có chữ nha. Rồi, bộ như này giá 300k, mã số 11. Mã số 12, bộ này 6 cây đây, cây này nhỏ. Rồi, cây này là 2 5 rưỡi này, 5 rưỡi có chữ nha. Cây này rất là dày, to, nhưng mà có lẽ để lâu rồi nên nó nguội một chút thôi. Về mọi người mài lại một chút sử dụng được, ok thôi. Này 1 phân 6 khá là dày nha. Bác đang đục thoải mái. Rồi, cái này thì 9 ly, nó hơi bị mất cái cán rồi, để các bác thay cái cán mới cho nó đẹp mình sử dụng thôi. Rồi, loại này 1 phân. Này cái chữ nó ghi chỗ này, nhưng khá đẹp, đều là hàng vải Nhật cả nhé. Rồi, một cây này chắc là được 3 ly. Này thì tầm 5 ly. Một bộ 6 cây này. Mã số 12. K. Rồi, mã
số 13, bộ cũng gồm 5 cây, một cây này thì chắc tầm 12 phân, cái này thì khoảng độ hơn 1 phân nhá, một chữ này. Tầm 5 ly. Cái này thì là cái đục lõm, nhưng mà nó bị mất cái cán rồi nha. Các bác thay cán và sử dụng thôi. Cái này thì chắc tầm là 1,5 phân. Rồi, bộ 5 cây này, mã số 13. Hai trăm ca thôi. Rồi tiếp theo là một cây kìm cắt sắt của 1cc, này lưỡi rất là ok nhá, chưa có hề gam mẻ hay gì cả. Này là chắc qua là để lâu quá nó bụi rồi, xếp một chút thôi, không vấn đề gì, khá là đẹp. Rồi cây này thì mã số 14, mã số 15, cây kìm của Fujiya kìm điện, bữa thì còn ok, chưa có thì bị mà đất kìm, không có đồ để test à. Hôm nay thì dài khoảng 18 nhé, loại cỡ lớn nhé. Tay cầm còn đẹp, này thì hơi bị một chút đây hơi xước rồi. Rồi cây kìm Fujiya này thì mã số 15, mã số 15 90k nha mọi người. Rồi mã số 16 thì một cái kìm mà kinh, trên mát không biết cái hãng nào, nó khá tốt, thấy lưỡi còn ok, răng lợi còn ổn định. Là một cái nắp tay, nắp tay 12-10 còn chạy tốt, răng của nó chưa bị mòn nha, nắp tay nhỏ. Này tra thêm ít dầu nhớt vào để sử dụng thôi. Một cặp này có giá 150k nhé, mã số 16. Đó, hôm nay thì có một số món đồ trên thôi, bác nào thấy ok món nào, ưng món nào thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện ủng hộ món đó nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.